Thực lực của Nga mạnh thế nào? Không chỉ có vùng lãnh thổ rộng nhất thế giới, còn đứng thứ hai về xuất khẩu dầu mỏ và tiêu dùng tự nhiên. Chiến tranh Nga-Ukraine khiến cho giá xăng dầu tăng lên 100 đô la mỗi thùng. Nếu mở rộng khai thác dầu mỏ, sẽ có thể kiếm nhiều tiền. Công ty dầu mỏ này có 6.000 giếng dầu. Sau khi phát hiện vị trí dầu ngầm, công nhân sẽ vận chuyển các đường ống lớn bằng máy khoan qua một trung tâm máy xoay. Khi nó xoay sẽ tác động đến đường ống, ống khoan sẽ không ngừng khoan xuống. Nếu không đủ độ sâu, sẽ thêm một ống nữa, tiếp tục các ống khoan cho đến khi chạm lớp dầu lỏng, rồi cho ống khoan vào giếng dầu, tránh rơi xuống hố. Sau khi lắp đặt thiết bị, họ cho đầu mũi khoan vào từ miệng giếng. Đây là tình hình bên trong giếng. Khi từ trên xuống, thiết bị bơm sẽ thúc đẩy một chuỗi thiết bị ống khoan hoạt động, chạm vào lập tức đẩy lên một chút. Nó tạo ra chênh lệch áp lực trong và ngoài của dầu, sẽ tự động mở van bi ở phía dưới, khiến cho dầu phía dưới theo ống chảy lên. Van còn lại ở trên sẽ cho phép dầu chảy ra khỏi giếng. Lúc này công nhân sẽ xem dữ liệu, kiểm tra xem có khí độc lên cùng không. Sau khi xác định an toàn, lấy một mẫu khác để kiểm tra tỷ lệ thành phần của dầu. Tỷ lệ bình thường sẽ là 9 phần nước 1 phần dầu. Dầu thô từ mỗi giếng chảy ra ngoài qua các đường ống này, sau đó chảy qua các đường dây đến một bình đựng. Thông thường sẽ có carbon dioxide, hydrogen sulfide và khí tự nhiên. Những khí này sẽ bay lên phần trên của rãnh, sau đó nó chảy qua đường ống đến nhà máy xử lý khí. Thiết bị ở đây sẽ loại bỏ quá trình lưu hóa, sau đó xử lý chuyển hóa dầu, cuối cùng dùng làm phế liệu cho nông nghiệp. Carbon dioxide, hydrogen sulfide và khí tự nhiên được đưa vào một khoang khác, dùng làm nguyên liệu làm hơi nước. Nhà sản xuất chuyển nước chiết xuất từ dầu thành hơi nước, rồi cho hơi nước vào giếng dầu, làm cho dầu thô loãng hơn và nhanh hơn. Dầu thô được khử khí lại đưa vào nhà máy, bơm nước muối ra đây, sau đó cho vào tách dầu và nước, phân tách theo tỷ lệ vật lý, để chúng tự tách ra trong thiết bị này. Nước chảy từ ống đến máy xông hơi, còn lớp dầu nổi lên trên thì đưa đến nơi chứa, sau đó lọc hóa học loại bỏ cặn trong dầu thô. Chúng tiếp tục phân tích các thành phần, để tỷ lệ dầu nước là 98:2, hoặc tỷ lệ nước cao hơn. Sau đó họ đưa đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Sau khi đạt có thể khai thác rồi sản xuất thành xăng, nhựa đường, sáp, thuốc diệt côn trùng, nhựa tiêu thụ, v.v. Có thể thấy giá dầu ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống chúng ta. Nếu không nhập khẩu, chúng ta liệu có đủ xăng dầu không? Cuộc chiến tranh này có ảnh hưởng đến chúng ta không? Tôi chỉ là một người làm video, nhưng mong rằng chúng ta sống hòa thuận và thế giới không có chiến tranh. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm, nhận ngay 15K khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.